empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của mình nhé. Hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2022. Bước sang ngày mới thì mình xin chúc cho anh em luôn thật là nhiều sức khỏe nha. Thật sự là đối với lại mình á, ngày hôm qua rất là vui nha anh em. Ngày hôm qua thì được mọi người tin tưởng, yêu thương và ủng hộ sản phẩm rất là nhiều. Mình báo đơn cho nên là nhiều khi là cũng không có up cái video lên thường để cho mọi người xem được. Thì ngày hôm nay tiếp tục với lại cái chương trình giao lưu. Thì hồi bữa giờ rất là nhiều anh em hỏi mình luôn. Hiện tại bây giờ ở nhà có những cái chậu kiểng mà giống như ở dưới sân á, mình không có cái diện tích, mọi người muốn đặt ở ban công hoặc là sân thượng. Nhưng mà cái chiều cao của cái chậu kiểng này của mình á, cái mực nước để tối đa nó tầm cỡ khoảng có 30 thôi. Và đặc biệt là hồ này ngày xưa mình cũng không có kết nối ống ra bên ngoài để mà làm lắng nữa. Anh em để bơm trực tiếp bên trong hồ thì mọi người sau một cái thời gian hoạt động á, cảm nhận được rằng cái phân của mình nó bị nát và cái chất lượng nước của mình nó bị vàng đi, hơi xấu á mọi người. Thì anh em hỏi mình là có cái cách nào để bây giờ mình không để bơm trực tiếp bên trong hồ mà cái mực nước 30 như vậy mình nuôi cá xa bao nhiêu và mình thả cá koi được hay không. Anh em cũng đang rất là phân vân, tại vì trên những cái diễn đàn, trên những cái hội nhóm á, thì một số anh em chia sẻ là cái mực nước tối thiểu để mình nuôi cá koi nó sống được là tầm cỡ khoảng 50, và để cho con cá nó phát triển một cách tốt nhất là cái mực nước tầm cỡ khoảng 70. Thì bây giờ ở đây là cái chậu kiểng của mình chỉ có 30 thôi, rất là phân vân. Thì anh em cũng nhờ mình đưa ra một vài cái góp ý để mọi người tự tin hơn. Ngày hôm nay thì để đáp ứng cái yêu cầu của mọi người thì đúng cái yêu cầu của anh em luôn. Thì hồ này mình đã được sự đồng ý của anh Thọ ở Hà Nội á. Thì mình mời anh em cùng với là mình sẽ ghé nhà của anh Thọ để mình tham quan cái mô hình hồ mini. Đến thời điểm hiện tại bây giờ hoạt động được hơn 3 tháng rồi mọi người. Hồi lúc trước thì anh Thọ cũng để bơm trực tiếp bên trong hồ, nhưng mà sau một cái thời gian khi mà hoạt động thì anh Thọ cũng thấy được rằng cái bơm nó làm nát phân, rồi cái hiệu quả mang lại cũng không cao. Thì anh Thọ chế, có nghĩa là mình sẽ kết nối nước từ ngay chỗ hồ chánh ra bên ngoài bằng cái đường ống chữ U. Bơm mình sẽ để bên ngoài luôn và hoạt động ổn định tầm cỡ 2 tháng nay rồi. Anh Thọ ngày hôm nay nhờ mình chia sẻ hồ lên, thứ nhất là giao lưu với lại mọi người, thứ hai là chia sẻ cái hệ thống lọc mà anh Thọ tự thiết kế để mọi người, nếu mà anh em nào đang muốn chơi những cái mẫu hồ mini, đặc biệt là chậu kiểng á, bơm để trực tiếp bên trong hồ, thì mình có thể là lựa chọn cái phương án ốc chữ U giống như của anh Thọ, để coi như là mình ngày càng cải tiến cái hệ thống lọc của mình hơn, với cái mục đích cuối cùng là giúp chất lượng nước của mình được xử lý một cách tốt nhất anh em nha. Thì bây giờ mình cùng với là anh em sẽ tham quan hồ của anh Thọ, rồi mình sẽ chia sẻ một vài cái thông tin hồ của anh Thọ. Rồi mình sẽ nhờ anh Thọ ha, sẽ chia sẻ chi tiết cái cách mà anh Thọ vận hành cái hệ thống lọc để cho mọi người hình dung cho nó dễ luôn nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop anh em á. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu như anh chị em, cô chú nào mình có nhu cầu á, thì có thể liên hệ với em qua số Zalo trên màn hình nha. Hồ này của anh Thọ chiều dài là 1m2 anh em nha. Chiều ngang của mình là 60. Mực nước trong hồ hiện tại bây giờ anh Thọ đang để là 30. Như vậy là mình tính ra thể tích nước hồ này của anh Thọ nó tầm cỡ khoảng 200 lít nha mọi người. Với những cái mẫu mà chậu kiểng giống như của anh Thọ thì thường cái chiều cao của mình nó khiêm tốn lắm, tầm cỡ khoảng 40 hoặc là 50 thôi. Nhưng mà để mà trả lời câu hỏi của anh em á, cái mực nước trong hồ nó tầm cỡ khoảng 30 thì mình nuôi cá được hay không? Thì chia sẻ với lại anh em, nuôi thì được nha, nhưng mà mình nuôi size mini thôi, tầm cỡ khoảng 10 đến 20cm thôi, để sau này nó còn lớn một tí xíu nữa. Nhưng mà chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ phát triển được so với lại những cái hồ mà lớn nha mọi người. Nhưng mà còn sống khỏe mạnh thì vẫn được nha. Thì nó sẽ bù lại ở đây là cái hệ thống lọc anh em xử lý nước cho nó thật là tốt. Thì bằng chứng ở đây là hồ của anh Thọ hoạt động được hơn 3 tháng rồi mọi người. Hồi lúc đầu khi mà làm hồ này đó là anh Thọ nuôi sai tầm cỡ khoảng 15 cho đến 20 thôi. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ thì hồ hoạt động được hơn 3 tháng rồi. Cá trong hồ của mình bây giờ là trung bình là ngoài 20 hết rồi mọi người. Con lớn nhất là size 32 anh em nha. Thì anh Thọ cũng nhờ mình nhắn gửi đến tất cả mọi người, nếu mà anh em nào hiện tại bây giờ ở nhà mình có những cái mẫu giống như của anh Thọ đó, mà cái thể tích nước nó tầm cỡ khoảng 200 lít nó khiêm tốn á, thì mình nuôi cái số lượng nó vừa phải thôi. Ở đây thì anh Thọ cũng chia sẻ với lại mình, rất là đam mê chơi cá luôn. Ngày xưa thì cái hồ này không phải nuôi cá koi đâu mọi người, mà mình nuôi cá bảy màu. Rồi lên mạng á, anh Thọ thấy kênh của mình, anh em chia sẻ hồ lên Zalo rất là vui, nên là anh Thọ cải tiến lại nuôi cá koi. Rồi khi mà mình ra tiệm, ra trại đó, thấy cá đẹp quá rồi cứ mua về. Thì trong hồ của mình hiện tại bây giờ là 16-17 con mọi người.
Đó, nên là nó cũng hơi chật, mà bây giờ cho thì cũng không được, thanh lý thì cũng không được, nên là anh Thọ quyết định để nuôi luôn. Rồi trong cái thời gian sắp tới nếu mà được á, thì anh Thọ sẽ làm thêm một hồ nữa để cho nó ra hai đàn để bơi nó thoải mái á mọi người. Nói chung là mặc dù cái số lượng cá trong hồ của mình nó hơi dày, nhưng mà anh em thấy là chất lượng nước của mình rất là trong, rất là tốt nha. Thì chứng tỏ một điều rằng cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ anh Thọ đang vận hành rất là hiệu quả nha mọi người. À, lúc đầu khi mà làm hồ này á, là anh Thọ cũng suy nghĩ rất là đơn giản, có nghĩa là bơm để trực tiếp bên trong hồ luôn, rồi mình chỉ bơm lấy cái dàn lọc bình thường. Nhưng mà sau một cái thời gian thì anh Thọ thấy được rằng cái chất lượng nước của mình nó không được đẹp, nên là anh Thọ quyết định làm ống chữ U, có nghĩa là để bơm bên ngoài luôn nha mọi người. Thì hiện tại bây giờ cái đường ống chữ U này thì mình đi hai đường ống nha, hút đáy là 48, hút mặt là 21, mình lấy ra bên ngoài thùng lắng, rồi từ ngay chỗ thùng lắng đó tiếp tục mình sẽ bơm lên cái dàn ba kia. Cái hay ở ngay chỗ cái hệ thống lọc của anh Thọ ở đây đó là nước khi mà trả về hồ á, mình vừa làm oxy với lại vừa tạo luồng luôn. Thì đây cũng là cái cách mà mình áp dụng đến thời điểm hiện tại bây giờ là 3 năm hơn rồi nha mọi người, rất là hiệu quả nha anh em, khỏi cần sử dụng máy sủi, khỏi cần sử dụng máy thổi luồng luôn. Riêng đối với lại những cái mẫu hồ mini tầm cỡ khoảng một khối đổ lại á, thì anh em chỉ cần sử dụng cái bơm nó hơi lớn một tí xíu so với lại thể tích nước hồ chính của mình thôi, thì cái nước sạch trả về hồ á, mình sẽ tận dụng, mình làm được tất cả mọi thứ luôn. Thì bây giờ cái cách mà anh Thọ làm như thế nào, mình sẽ nhờ anh Thọ ha chia sẻ chi tiết để cho anh em tham khảo luôn nha. Mình chia sẻ cái hệ thống lọc của mình nhé, có gì mà chưa được hoàn thiện thì anh em góp ý để mình hoàn thiện. Nước từ hồ chính sẽ kết nối qua thùng lắng bằng hai ống chữ U. Hút đáy mình dùng ống 48 và một hút mặt là 21. Bên trong thùng lắng thì mình để full dây mát, mình dùng bơm PGA 5000. Nước từ thùng lắng sẽ được bơm lên một dàn ba ti 2 tầng. Tầng trên thì mình để mút đen mới lại để sứ thanh. Bên tầng dưới thì mình cũng để sứ thanh với lại sứ viên với lại đá nhâm thạch. Còn nước trả về hồ chính thì mình cũng chia làm hai đường. Một đường mình trả về hồ để làm thác tạo oxy cho cá. Và đường còn lại thì mình làm thổi luồng. Thổi luồng thì mình cũng chia thành thổi luồng đáy. Và bên trên thì mình có xẻ rãnh để làm giúp thổi luồng mặt, để giúp tạo để thổi những cái bọt nước này về phía hút mặt. Nói tóm lại là hệ thống lọc của mình thì vẫn còn đơn giản sơ sài. Vừa rồi thì anh Thọ đã chia sẻ với lại mọi người toàn bộ cái quy trình mà anh Thọ làm lọc cho hồ của mình. Rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả mang lại rất là cao anh em nhé. Nước từ ngay chỗ hồ chánh sẽ được kết nối ra bên ngoài một cái thùng lắng của mình bằng một đường ống hút đáy 48 và hút mặt 21. Thì khi mà ra bên ngoài cái thùng lắng này thì nước nó vào là gần dưới đáy anh em nhé. Cái phần trên là anh Thọ để full Zimax. Trên cùng của mình sẽ là một cái máy bơm PDH 5000 lít trên giờ. Anh em cần lưu ý cho mình ngay chỗ cái lựa chọn bơm nó cũng rất là quan trọng nha. Với những cái mẫu hồ cái thể tích nước của mình tầm cỡ khoảng 200 lít mà mình nuôi cái số lượng cá nó hơi dày giống như của anh Thọ đó, thì mọi người nên sử dụng cái bơm nó hơi lớn một tí xíu, dao động tầm cỡ khoảng 4.000 cho đến 7.000 lít trên giờ anh em nha. Thì cái mục đích của cái việc mà mình lựa chọn bơm lớn để nó nhanh chóng đưa những cái gì dơ nhất bên hồ qua bên cái thùng lắng này xử lý. Tại vì nếu như mình nuôi cái số lượng cá nó hơi dày mà anh em sử dụng cái bơm yếu đi, nước qua không kịp, thức ăn dư thừa nè, rồi cặn li ti với lại phân, lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước và nó làm cho cá của mình bị đỏ mình và ngứa mình anh em nhé. Nên là cái khâu lựa chọn bơm nó cũng rất là quan trọng, nó có thể là quyết định cái hệ thống lọc của mình hoạt động hiệu quả hay không luôn nha mọi người. Nước sạch từ ngay chỗ thùng lắng này sẽ được cái bơm 5.000 lít trên giờ tiếp tục bơm lên cái dàn ba ki. Thì trong dàn ba ki anh em có thể là sử dụng những cái vật liệu lọc giống như của anh Thọ, giống như là gòn đen, rồi sứ thanh, nham thạch, đá lông vũ gì đó vân vân, nó tùy theo cái điều kiện kinh tế mà anh em sử dụng thôi. Sau đó là nước trả về hồ chánh. Thì ngay chỗ cái phần mà nước trả về hồ chánh á, ở đây mình thấy anh Thọ làm một cái điểm rất là hay ngay chỗ cái luồng á mọi người. Mình chế vừa làm luồng mặt
và vừa làm luồng đáy luôn. Có nghĩa là vừa phân chìm và phân nổi nó sẽ được đẩy lại ngay chỗ cái hút mặt với lại hút đáy của mình. Thì mọi người cần lưu ý ngay chỗ cái điểm này nha, anh em khỏi cần phải sử dụng máy thổi luôn. Và một đường mình sẽ cho về để mà tạo oxy cho hồ của mình. Thì đó là cái tiện ích của cái việc mà mình lựa chọn cái bơm lớn nha anh em. Ngày hôm nay thì mình cùng với là anh Thọ đã giới thiệu với là mọi người một cái mô hình hồ cá coi mini bằng chậu kiển tầm cỡ khoảng 200 lít. Hệ thống lọc mình làm bằng đường ống chữ U, hoạt động rất là hiệu quả. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình đang có cái dự định làm những cái mẫu hồ giống như của anh Thọ, thì mọi người có thể tham khảo cái cách mà anh Thọ làm lọc cực kỳ đơn giản cho hồ của mình luôn nha. Thôi chắc có lẽ là mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó anh Thọ, một lần nữa thì em cũng cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ hồ cũng như là cái cách làm lọc lên kênh để cho mọi người cùng tham khảo. Thì đại diện cho mọi người đam mê chơi cá coi nói riêng và tất cả mọi người xem được video này nói chung, em xin chúc cho anh Thọ và gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe. Em chúc cho cái công việc của anh làm ăn nó ngày càng phát đạt anh Thọ nha. Nếu như mọi người xem video anh em thấy những cái mình cũng như là anh Thọ chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé.